Hello anh em, mình là Kim Mô Tôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ cho anh em cái cách bắt bệnh của cái xe Wenpa hoặc là xe Jim, xe Uê, nói chung là những cái xe mà Honda nói chung hoặc là những cái xe mà dòng Yamaha như cái xe Sirius hay Jupiter, kể cả là Exciter 150 luôn nhá, hay là Exciter 135. Đó thì cái clip này nó cũng đơn giản thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kiểm tra cái bộ bát phốt xe của mình. Ví dụ như cái xe ở đây thì mình có cái xe này là nó bị cái hiện tượng là khi anh em đi thẳng thì nó sẽ kéo mình vào bờ rào, kéo mình vào bờ đường đấy. Rồi là khi anh em đi vào cua thì nó muốn, cái xe nó lại muốn cho mình đi thẳng, thì nó bị nguyên nhân làm sao. Và cái cổ của xe này nó đang bị kêu lộc cộc đấy. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để mà kiểm tra. Thì bây giờ anh em có thể là dựng cái chân chống giữa lên và anh em có thể lắc như mình như này. Đó, anh em thấy nó kêu lộc cộc không ạ? Đó, cái bộ bát phốt này hiện tại nó đang bị dơ. Ok, để mình cho gần cái máy quay vào tí nữa cho anh em dễ nghe. Thì bây giờ là anh em dựng chân chống giữa lên rồi, anh em có thể là cầm cái càng ở đây và anh em lắc này. Đó, anh em nghe thấy là tiếng lộc cộc ạ. Đó, nó kêu lộc cộc như này. Thì mình xin chia sẻ luôn là những cái xe như thế này nó sẽ bị cái hiện tượng là bộ bát phốt anh em nhé. Cái bộ bát phốt nó bị hằn. Thì có rất nhiều anh em thợ là khách họ mang xe vào ấy thì thường là hay tháo ra bảo dưỡng dầu mỡ lại. Nhưng mình xin thưa với các bạn là những cái bệnh như thế này ấy, các bạn có bảo dưỡng dầu mỡ lại đi 10 lần nữa thì nó vẫn cứ bị có hiện tượng là bị kéo lái nhá. Nó chỉ có hết cái tiếng lộc cộc này thôi, chứ nó không bao giờ nó hết được cái hiện tượng kéo lái. Đó, thì cái cách xử lý là sẽ làm sao thì anh em phải tháo ra để thay bộ bát phốt. Thì cái clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà tháo ra để thay bộ bát phốt. Cái cách này thì có thể là anh em tự áp dụng ở nhà được, cũng như là anh em thợ nào mới học hoặc là những anh em thợ nào mà đang có hướng là muốn học sửa chữa. Ở clip tiếp theo ấy, thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ và hướng nghiệp cho anh em. Thì không phải tự nhiên là mình sẽ ra cái clip hướng nghiệp cho anh em, bởi vì là có khoảng tầm khoảng 30 anh em đã gọi điện alo trực tiếp với mình và muốn mình làm cái clip mà tư vấn và hướng nghề cho anh em, gọi là hướng nghiệp cho anh em ạ. Đó, thì mình cũng xin phép vào cái clip sau này mình sẽ chia sẻ luôn với anh em mình cái hướng nghiệp đấy. Mình cũng khẳng định luôn là mình chỉ là thợ sửa xe cùi bắp thôi. Nhưng mà mình, anh em có hỏi và anh em muốn mình làm cái clip như thế thì mình sẽ xin phép là mấy anh em là mình sẽ làm clip là hướng nghiệp cho anh em. Ok, mình không cho anh em cần câu nhưng mình sẽ chỉ anh em cách câu. Đó, đấy mới là điều quan trọng. Ok, còn cái clip này ấy, thì bây giờ là cái xe người ta đang như này thì bây giờ là mình phải tháo đồ nhựa của xe người ta ra. Ok, sau khi mình đã tháo xong cái bộ bát phốt của cái xe Way ở đây rồi thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em để cho anh em thấy đấy. Anh em nhìn cái nốt hằn đấy. Đó. Đây một nốt này, đây nốt đó, cái nốt đen đen ở trên cái bộ bát phốt này là những cái nốt hằn đó. Nếu như anh em không thay mà anh em chỉ là vệ sinh dầu mỡ và thay bi mới vào thì nó cũng không hết đâu nha anh em nhé. Anh kia anh em tháo ra đây này, bi nó rời từng hột này, nó không còn tí mỡ nữa. Đó, thì cái clip vừa rồi thì mình quay nó cũng để tốc độ là quay nhanh, cho nên là anh em cũng không nhìn thấy những viên bi nó rơi. Đó, thì ở đây thì nó cũng bị hằn hết rồi, nhưng mà ở đây nó hơi tối nên mình không bật flash nên là anh em cũng khó nhìn. Nhưng mà ở trên này nó đã bị hằn như này thì ở dưới chắc chắn nó sẽ hằn nặng hơn. Bởi vì sao? Là khi mình đi ở dưới là cái càng ở đây này nó sẽ hất ngược lên, nó sẽ chịu một cái lực nén từ trên này xuống. Và đi khi anh em đi sóc nó sẽ hất ngược dưới lên thì cái bộ bát phốt ở đây nó sẽ hằn. Đó, thì cái bộ ở trong này và một cái ở đây, bộ bi chén cổ đó, thì nó sẽ bị hằn. Thì khi anh em tháo ra bảo dưỡng thì nên thay pin mới. Hoặc là xe khách của vào nó kêu lục cọc mà nó bị có cái hiện tượng người ta tả là đi thẳng mà nó sẽ muốn kéo mình vào bờ rào hay là kéo mình vào lề đường đó, hoặc là đi vào cua nó muốn kéo mình đi thẳng, thì anh em nên thay cái bộ bát phốt đây. Cái bộ bát phốt này thì nó sẽ bao gồm là ở trên này sẽ có một thớt nữa, vòng bát đây, vòng bi đó, ở kia nữa. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay. Thì cái cách thay này cũng rất là đơn giản, nên anh em sẽ kiếm cho mình một cái đục.
anh em sẽ đục cái này ra và anh em sẽ đục cái dưới ra và ở đây nữa. Đó. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái bộ bắt phớt ở đây rồi. Thì bên mình thì mình hay thay cái bộ phớt FMC này, đó. Chứ mình không thay cái bộ bắt phớt zin của Honda. Thứ nhất là giá thành nó cao. Và cái độ bền của nó thì cái thằng này nó cũng tương đương với bộ của Honda luôn mà giá lại mềm. Ok, khi mà anh em thợ mà thay cho khách hàng cái độ bền nó tương đương, mình khẳng định luôn là độ bền tương đương anh em nhé. Đây, anh em có nhìn thấy cái chữ của Honda đấy ạ. Cái này là chất lượng do Honda Việt Nam trao tặng đó. Thì cái độ bền của nó tương đương với thằng Honda mà giá thành nó sẽ mềm hơn. Thì khi hai quán mà làm gần nhau mà anh em cũng thay một bộ bắt phốt mà giá nó mềm hơn của cái quán bên cạnh ấy, chắc chắn là người ta sẽ có cảm tình với các bạn hơn. Đó, cho nên là anh em cũng phải lưu ý cái vấn đề này. Thứ nhất là anh em có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà độ bền tương đương mấy thằng Honda nhưng giá thành nó sẽ hợp lý. Thì anh em thay giá nó sẽ hợp lý hơn những cái quán khác thì chắc chắn là họ sẽ yêu thích anh em hơn là những cái quán thay cao kia rồi, đúng không ạ? Ok. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đóng cái bộ bắt phốt ở đây ra. Và ở dưới này nữa, và đây nữa. Thì cách thức làm này thì anh em có thể là tự làm ở nhà cũng được. Cái này nó cũng không cần đòi hỏi phải nhiều đồ lắm đâu anh em ạ. Đó, thì cái cách thức làm ấy thì mình cũng không chia sẻ với anh em là phải chuẩn bị những cái món đồ nào. Bởi vì thứ nhất là ở đây là mình làm nghề, mình có đủ các loại đồ phụ tùng để mình tháo lắp. Thì ở nhà anh em thì có thể là sẽ bị thiếu những phụ tùng tháo lắp đó. Thì nếu như anh em mà có đam mê về cái khoản mà sửa chữa xe cộ này ở nhà ấy, thì anh em có thể là lên Lazada hoặc là Shopee. Thì mình thấy ở trên đấy cũng có rất nhiều những cái món đồ tháo lắp sửa chữa, những cái món đồ cà lê sửa chữa khẩu kiếp súng xiếc này nó cũng rẻ thôi. Súng thì anh em muốn lắp ở nhà cũng không cần thiết lắm, nhưng mà những cái đồ cà lê khẩu kiếp này thì anh em cũng nên là sắm cho mình một bộ, giá nó cũng rẻ thôi. Nó chỉ có vài 300.000 thôi một bộ, nó cũng tương đối là đủ, anh em có thể tự mày mò tháo lắp xe ở nhà đó. Thì hiện tại là mình sẽ sử dụng bộ này nhé. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đóng cái này ra. Đóng cái này cũng cực kỳ đơn giản thôi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái thanh sắt như này, một cái đục đấy và một cái búa. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ phôi cái bộ hộp ở đây ra. Thì mình sẽ cho anh em thấy trong này nó sẽ có những gì. Đứt này đi. Đó. Cái này thì ở trong nó sẽ có một bộ đủ luôn. Ok, thì ở đây sẽ là bộ cổ chén dưới nhá anh em nhá. Nó sẽ như thế này. Bộ dưới nó sẽ to hơn thì nó sẽ nằm ở dưới này. Ok, thì bây giờ nó sẽ là cái bộ trên ở đây. Đó, bộ trên nó sẽ nhỏ hơn. Thì cái bát ở dưới này này nó sẽ là nằm ở đây. Đó. Bi và rồi đến cái cổ trên này. Ok. Thì mình xin chia sẻ luôn là ở trên cái dòng xe Honda nói chung này, cái bộ này nó sẽ, cái bộ bát phốt ở đây này, nó sẽ lắp vừa cho xe Way, xe Jim, tất cả các đời xe Way nhá, tất cả các đời xe Jim và xe A-Blade, xe Click, kể cả là PCX luôn. Đó, nó sẽ lắp vừa. Còn cái thằng xe Lead 125 hay 110 ấy thì nó sẽ khác anh em nhá. Đó. Thì cái bộ này anh em có thể lắp chung được cho mọi loại xe của thằng Honda. Phần đa là lắp được hết luôn. Đó, thì có một số cái xe khác biệt thì nó sẽ hình thức nó sẽ khác và cái chu vi của cái lỗ ở đây nó sẽ khác. Đó, thì cái clip này mình sẽ chia sẻ luôn với anh em là cái bộ này có thể lắp chung được cho nhiều các loại xe của thằng Honda nhá. Lead, liếc các thứ là Click này, kể cả là PCX lắp vừa luôn anh em nhá. Đó, giá của nó chỉ có một giá thôi. Ok, thì bây giờ anh em sẽ đục cho mình. Chống cái đục từ dưới này lên này. Đó. Anh em đặt ở đây đục. Cái này rất là đơn giản thôi anh em. Đó. Khi mà nó gần ra rồi anh em gõ nó nhẹ nhẹ mà nó bay vào mặt nhé. Đó. Vứt cái này đi. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ vứt ra đấy, tí nữa mình mới dọn. Nếu như anh em ở nhà mà không có những cái để mà đóng vào ấy thì anh em nên giữ cái đấy lại. Thì ở đây là mình đã chuẩn bị rồi cho nên là mình sẽ không cần nó nữa mà mình vứt nó đi luôn. Ok. Thì đây là mình sẽ chia sẻ với anh em luôn là mình có những cái này. Đó. Cái những cái này là những cái bộ bát cũ tháo ra đấy thì mình giữ lại. Thì giữ lại để làm gì, khi anh em cho này xuống là anh em sẽ lấy cái này anh em đóng nó xuống. Thì nó sẽ vừa khít những cái mép này luôn, nó sẽ cân. Kể cả cái này nữa. Cái này nó ở đâu? Cái này nó sẽ nằm ở dưới cái bộ cổ lái đó. Cái vai bò đó anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đóng vào.
Thì ở trên này nó đóng rất là đơn giản, đây thì anh em có thể là đặt vào đây này. Đó, anh em gõ vào. Anh em gõ cân. Cái cách này là cái cách làm đơn giản nhất, không cần vam nó vào nhá, không cần vam đâu anh em nhá. Một số anh em thợ là mình thấy cứ dùng vam nó rất là lâu, mất thời gian. Đó thì anh em có thể lấy một cho mình một cái khẩu 24 này đây. Cái khẩu bắn ốc ấy. Anh em cứ đóng thoải mái không sợ nó tét đây, đồ xịn. Đó, anh em đặt cái cân vào. Anh em đặt cái cân vào cái lòng ở giữa này. Tránh để cái mép cong ở đây nhá, cái mép cong cong mà bóng bóng ở đây là sẽ là mép để cho bi chạy cho anh em đừng có động vào. Đó. Ok, cái này nó hơi ngắn nên là có thể giữ rơi. Đó, anh em hãy để ý cho mình cái mép ở đây này. Anh em để ý cái mép chạy xung quanh này nó cân nhau là được. Còn nếu mà một bên thì sâu, một bên thì nông thì anh em sẽ phải đóng cái bên này xuống sao cho nó cân. Đó, ok. Thì nếu như anh em mà cẩn thận nha, anh em có thể lấy cái thước kẹp anh em đo cái khẩu độ ở đây. Nhưng mà mình ở đây mình dùng quen rồi, mình không cần cái thước kẹp nữa. Ok, thì bây giờ là ở bên dưới này như thế. Thì bây giờ là anh em gá nó vào. Ở dưới nó vào nó sẽ khó hơn thì mình sẽ đóng nó bằng đã xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Ok anh em, khi mà anh em đóng gá được vào như này rồi ấy, thì anh em hãy giữ lại cho mình cái bát dưới như này này. Cái bát mà vừa lại tháo ở trên xe ra ấy. Thì ở đây là mình chuyên làm thì mình đã chuẩn bị những cái bát cũ của xe người ta ra. Thì anh em sẽ để vào đây để anh em đóng nó vào như thế này. Thì thứ nhất là nó sẽ vào kít luôn. Đó, nó sẽ không bị cập kênh và anh em đóng nó rất là chuẩn. Ok thì hiện tại giờ cái mép này nó đang bằng lừ ở đây thì anh em làm cho này cho mình. Anh em lấy cái đục, anh em sẽ đập vào trong cái lòng trong này, nó có một cái rãnh trong này nhá. Còn chỗ bong bóng ở đây là chỗ để bi nó chạy nhá, thì anh em không được động vào nhá. Ok thì bây giờ anh em sẽ đóng nó thụt vào một tí. Đó, anh em đóng cân bốn góc cho mình như này. Ok, khi nó thụt vào đây rồi thì nó sẽ chừa ra một cái rãnh ở đây. Đó, thì bây giờ anh em sẽ lấy cho mình cái bát cũ của cái xe mình vừa tháo ra đó. Để tay này như thế này. Anh em lưu ý là tránh gõ tay nhá. Đó. Ok, như này nó đứng ở đây rồi thì anh em cứ này gõ vào. Đó, như này là cân tuyệt đối luôn, không cần phải vam anh em ạ. Anh em đầu tư vam cho nó tốn kém ra. Đó, thì bây giờ anh em cứ này anh em phang vào. Thì khi anh em đóng vào nó chặt nó sẽ có một cái tiếng kêu khác. Đó, nó sẽ chối tay anh em nhé, nó sẽ chối đục. Thì khi nó vào, nó còn vào ấy thì nó sẽ mềm. Còn khi nó vào cứng rồi thì nó sẽ chối đục. Đó. Nó bắt đầu nó chặt rồi đây anh em ạ, nó chối đục rồi. Ok. Thì bây giờ nó nằm ở đây như này rồi. Đó. Nó đã vào khít như này rồi, anh em có thể căn cái mép này nó bằng khít như này rồi là ok. Thì bây giờ anh em sẽ lùa cái đục từ trên xuống, anh em đục nó ra nhé. Đó, như thế là xong. Ok, thì bây giờ là anh em lấy cái rẻ lau sạch đi cho mình. Thì mọi khi là mình làm như này thì mình sẽ có một người hỗ trợ mình quay clip. Nhưng mà vì anh em đặt hàng cái số lượng nó cũng khá là nhiều, bên mình hiện tại bây giờ là không đủ đáp ứng cho anh em, nên là thằng cháu của mình ấy, mọi khi là nó quay thì hôm nay là mình bắt nó ngồi làm mạch cho anh em rồi. Thì hôm nay là mình một mình quay như nên là clip của mình nó sẽ hơi bị gián đoạn. Thì những cái cảnh quay nó sẽ không khớp thì anh em cũng thông cảm. Mình không phải là cắt ghép clip gì cả, bởi vì là do mình phải điều chỉnh cái góc quay của máy như nên là sẽ không khớp. Ok, thì bây giờ anh em sẽ bôi mỡ vào. Và cái này nó sẽ là bi vòng anh em nhá. Nó sẽ bi vòng nhá, còn zin của thằng Honda sẽ là bi rời, kể cả cái bộ bát phốt thay của thằng Honda sẽ là bi rời, nhưng anh em cho bi vòng nó sẽ nhàn cho anh em luôn. Ok thì anh em bôi mỡ đều vào đây là được. Anh em lắp bi vòng nó sẽ nhàn, không phải nhặt từng hạt bi một. Đó, bây giờ anh em lùa cái bi vòng vào đây.
mình để nó khay nó bị rơi mất một viên rồi. Thì nó rơi mất một viên thì anh em phải bù một viên vào nhé. À, nó rơi ra ngoài rồi. Đó, được rồi. Thì khi anh em đặt vào khay thì anh em lưu ý là đặt nhẹ nhàng đấy, nhưng không là nó rơi bi ra ngoài anh em lại mất công. Anh em bôi một cái lượng mỡ nó cũng vừa phải nên không cần thiết phải bôi nhiều quá. Bởi vì cái này nó nằm trong cái mức ở đây rồi, nó cũng không bôi được nhiều đâu. Ok. Và tiếp theo là ở trên cũng thế. Ở trên này thì anh em cũng bôi vào, xong rồi anh em cho bi vào xong. Đó. Ok anh em, sau khi anh em là đóng được xong cái bộ bát phốt ở trên kia thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em đóng cái cồn ở đây. Thì nó sẽ là cái này này. Đó. Thì anh em khi mà anh em đã tháo cái bộ cũ của nó ra ấy, thì anh em sẽ giữ lại cho mình cái này. Này làm gì là anh em sẽ đóng nó xuống. Ok, để phân biệt cái bộ này ấy, thì ở dưới nó sẽ là cái G0 này. Ở trên này nó sẽ có cái chỗ bong bóng đó, thì anh em sẽ hướng nó lên trên. Đó, để anh em thả nó vào như này. Đó, ok. Thì cái này giữ lại để làm gì là anh em sẽ thả vào như thế này để đóng ở trên này xuống để cho nó khỏi hỏng cái bộ bát ở dưới này. Và anh em lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái cao su làm răng ở dưới nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để đây, mình sẽ cho anh em thấy cái cách đóng. Nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Cái clip này thì mình làm một mình, thằng cháu của mình nó đang bận làm mạch cho anh em rồi. Thì ok, thì bây giờ anh em có thể là gõ nhẹ này xuống đã để cho nó xuống. Ok, nó xuống này như thế rồi. Thì bây giờ anh em sẽ đặt cái này vào. Đó. Nếu như anh em có cái ống chụp ở trên này xuống anh em đóng nó vào ấy thì cũng được. Nhưng mà mình khuyên anh em là không nên lấy cái ống chụp này đóng. Đóng như thế là nó xuống nó sẽ kênh, anh em không để ý là nó sẽ vỡ cái bát này, nó phí đi. Lại phải lấy cái bộ bát khác. Đấy, thì anh em sẽ lấy cho mình một cái đục này, anh em sẽ đóng trên xuống. Thế nó như thế này rồi. Ok, để mình chỉnh lại góc quay đã. Nó như thế này rồi thì anh em có thể là lấy búa anh em tán lên xuống cũng được. Chứ không cần thiết là phải cái ống. Anh em đóng cân cả hai bên như này. Nếu như anh em mà lấy cái ống dã trên này xuống nó sẽ vào nhanh hơn nhá, nhưng mà thường nó hay bị kênh bởi vì chúng ta không để ý được. Thì anh em ngồi ngang mặt mình này và anh em lấy búa gõ xuống này. Đó. Nó sẽ xuống nhịp nhàng hơn. Thì thoảng anh em sẽ ngó xem là nó vào cân chưa, nếu như nó vào lệch thì anh em phải gõ góc nọ góc kia nhé. Còn nó vào cân rồi thì anh em cứ này, anh em gõ xuống. Cái cách này thì có vẻ nhìn nó thủ công nhưng mà nó lại an toàn hơn là anh em là lấy cái ống đóng ở trên này xuống. Đó. Ok, thì bây giờ anh em sẽ đóng cái này xuống cho mình như này. Anh em sẽ đóng đều bốn góc. Đó, nó xuống hết rồi đấy ạ. Anh em nhìn cái mép ở đây này. Nó bằng tịt luôn, như thế là ok. Đó. Bây giờ anh em sẽ rút ra. Ok. Đó, nó được như thế rồi. Thì bây giờ là anh em phải cho cái răng ở dưới này nhá. Cái răng mà nó có hai lớp lên này. Cho mặt nào vặn được. Ok, bây giờ anh em sẽ lau sạch đi và anh em sẽ bồi cho mình một tí mỡ vào. Hoặc là không cần mỡ cũng được bởi vì là cái kia anh em đã cho mỡ ngon lành rồi. Đó, anh em sẽ lau sạch đi. Anh em để ý cho mình nhá. Đây nó không có một cái gờ nào luôn. Còn cái bộ bát phốt cũ kia thì nó có một cái gờ đen hằn ở đây, còn những cái nốt chấm 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 bị hằn ấy. Đấy, thế là cái hiện tượng mà đi mà nó sẽ bị kéo lái và nó sẽ bị kêu lục khọc là do cái đấy. Thì cái bộ bát phốt này nó sẽ có cái hiện tượng, nếu như anh em mà không thay bộ bát phốt này nó sẽ có hai hiện tượng. Thứ nhất là một là nó sẽ kêu khọc khọc, anh em lái nó sẽ nhẹ lái nhưng nó vẫn cứ bị kéo lái. Hai là anh em sẽ xử lý là anh em sẽ siết chặt con ốc ở trên để hãm cái con ốc hãm ở trên ấy, để cho nó hết cái tiếng kêu khọc khọc ấy. Thì nó sẽ bị kéo lái nhá, nó bị kéo lái còn nặng hơn cái tiếng kêu khục khục luôn. Đó, thế nên là tốt nhất anh em nên thay. Đó là cái cách xử lý đơn giản nhất, nhàn nhất và hiệu quả nhất. Đó, dễ thu tiền nhất. Đó. Còn nếu như anh em có thể làm tự làm ở nhà ấy, thì anh em có thể tháo ra và làm theo cái clip như hướng dẫn như này. Cách thức nó rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ lắp vào. Thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn này đi. Ok ạ.
Ok, sau khi mình đã lắp xong rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em từng bước một. Thì khi anh em xỏ cái càng này lên thì anh em sẽ lấy cho mình một cái bát ở trên và một con ốc, và một con ốc hãm ở trên này thì anh em sẽ siết nó vào. Tại sao mà anh em có thể để ý thấy là mình phải lấy chân là mình đạp vào đây để mình siết cái con ốc dưới này thật căng anh em nhé. Anh em siết thật căng vào để làm sao khi mà khi anh em đóng cái bộ bát phốt vào có những cái mà nó hơi bị kênh hoặc là nó chưa vào hết ấy, thì anh em vẫn siết chặt như thế thì nó sẽ nén cái bộ bát phốt vào đúng cái vị trí của nó ban đầu, vị trí chuẩn. Ok, thì anh em sẽ nới ra. Khi anh em nới ra đến cái mức độ vừa tầm thôi thì anh em sẽ vặn con ốc hãm ở trên này vào. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thử. Đó, thì khi anh em đã lắp cái này vào ok rồi thì anh em có thể là để tay vào đây này. Đó, thì anh em kéo đi kéo lại nhẹ nhàng như này sẽ không thấy có cái hiện tượng là lật khuật. Đó, thì nó quay đều chân chu như này là ok. Và anh em sẽ thử cho mình là cầm cái càng ở dưới như thế này và anh em sẽ lắc như này. Nó sẽ có một cái độ dơ vừa phải anh em nhé, không nên dơ quá mà không nên gỉ quá, nó sẽ có một độ dơ vừa phải. Thì khi anh em cầm anh em quay như thế này nó sẽ nhẹ nhàng và mượt mà, nó không có hiện tượng lật sật, hoặc là khi anh em lắc như này nó không bị dơ lộc khộc là ok. Còn nếu như anh em để nó dơ quá anh em đi nó lại kêu lộc khộc như ban đầu, và nếu như anh em để gỉ quá thì cái cổ nó sẽ bị khó lái, nó sẽ bị chạy trọt cái tay lái, nó sẽ không mượt mà cái tay lái, thì anh em sẽ phải căn chỉnh như thế nào cho nó hợp lý. Đó, để cái cách thức căn chỉnh cái này nó cũng rất là đơn giản thôi. Ok, như vậy là xong rồi, thì mình đã hướng dẫn anh em thay cái bộ phốt này rất là đơn giản thôi. Ok, thì cái mấy hôm vừa rồi ấy, thì khu vực miền Bắc này nó bị mưa mất nửa tháng nay thì mình không làm được clip, thì mình có làm cái clip nhạc ấy. Thì anh em đã có anh em quát mình là đăng ký kênh của mình chủ yếu là để xem những cái clip này, hướng dẫn về sửa xe này này. Thì anh em hãy thông cảm cho mình những cái lúc mưa gió này mình chống móm thì mình sẽ làm những cái clip nhạc cho anh em nghe. Ok, những cái ngày nắng ráo đẹp như thế này thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cái cách sửa xe. Thì đây hôm nay trời tiết nắng ráo đẹp luôn anh em ơi, nhìn đó, nắng rất là to luôn. Ok. Vâng, xin chào anh em, mình là Ken Motul. Hẹn anh em với clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm những cái xe như thế này tiếp theo. Ok, xin chào anh em.